Các bạn thân mến, hôm nay thầy sẽ dạy bài thứ hai để giúp chúng ta có thể thao tác được trên phần mềm Word sao cho tốt nhất. Vì chúng ta biết là tin học văn phòng rất quan trọng, là một cái cơ bản cho một người khi ra trường hay học một trường chuyên nghiệp, trường cao đẳng, đại học hoặc là một trường, một trung tâm nào đó, để các bạn có thể ra nghề, các bạn làm được công việc trong cơ bản trong văn phòng. Tuy nó rất dễ, tưởng chừng rất dễ, nhưng mà đôi khi ta đi sâu vào thì ta lại thấy nó có những cái thao tác mà chúng ta cũng chưa nắm chắc hết. Tất nhiên là các bạn đã nắm chắc được nhỉ. Các bạn chú ý nhá, ở đây có chưa có phần thước ở hai bên, các bạn chọn view và các bạn kích vào row thì lập tức là thước của chúng ta hiện ra như này. Bằng trước thầy đã dạy đến cái phần tab, thì bài hôm nay thầy sẽ dạy chúng ta cách chèn các cột vào trong bảng. Để chèn cột vào trong bảng thì các bạn vào insert, insert, và các bạn sẽ chọn table. Chọn table thì hôm trước là chúng ta đã chọn table rồi, đúng không? Thì bây giờ ta sẽ format layout. Ví dụ ở đây cái cột này nó khác với cái cột chèn nhé. Cái cột mà insert ở đây thì cái bảng này là bảng có border mà chúng ta hay dùng. Nhưng mà bây giờ những bạn biết ở trong những cái văn bản họ thường đánh nhiều cột, nhất là nước ngoài thì họ chia ra là nhiều cái cột khác nhau trong một văn bản, thì chúng ta phải soạn thảo cái văn bản đó. Ở Việt Nam chúng ta thì thường là văn bản là một cột, nhưng ở nước ngoài thì thường người ta có thể làm như là các cuốn sách sử dụng nâng cao lên thì người ta sử dụng nhiều cột. Thì để làm cột đó thì chúng ta sẽ có cái format định dạng đây. Ví dụ như là tôi muốn có hai cột trong văn bản thì tôi sẽ nhấp vào column, tôi chọn hai cột. Đấy, các bạn nhìn thấy tôi chọn hai cột. Và bây giờ tôi chẳng hạn tôi vào tôi muốn gõ typing chữ chẳng hạn như phần lũ lụt miền Trung này. Đấy, thì đây là những cái văn bản tôi đoạn tôi copy vào. Đấy, nghĩa là chúng ta đã có văn bản rồi nhé. Ví dụ như thế thì chúng ta sẽ cho vào đây. Đấy, các bạn nhìn nhé. Thế thì văn bản nó, đây là văn bản mà ta định dạng ở bên trong của ta copy trên trang web. Thế các bạn nhìn thấy là sau khi ta có thể copy thêm nhiều đoạn nữa vào trong Word. À, thì chúng ta thấy là văn bản nó đã đi thành hai cột cho chúng ta. Đây các bạn nhìn thấy nhá, cái khoảng cách hai cột này. Và văn bản này chưa format ở bên trong Word. Thế thì cứ hết trang 1 nó lại chuyển sang trang 2. Trang 2 nó cũng định dạng như thế. Thì ta muốn là cái trang 2 của chúng ta có một cột thì chúng ta lại cho về tool. Thì nó lại là áp dụng cho một cột. Thế thì chúng ta nhìn thấy là như vậy thì nó sẽ áp dụng, như vậy thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ văn bản. Toàn bộ văn bản. Đấy, áp dụng cho toàn bộ văn bản thì nó sẽ thường văn bản chúng ta có hai cột như này. Thì các bạn cũng không cần phải lo lắng khi mà chúng ta làm những trang văn bản mà có hai cột như này. Rồi thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là đây dạng hai cột. Thế còn khi mà dạng ba cột, dạng ba cột thì các bạn có thể chọn ba chiếc. Đấy, thì lập tức là dưới nó sẽ có ba chiếc chúng ta với con trỏ đang ở cái cột thứ hai, ở cái trang thứ hai thì sẽ có ba cột. Nó sẽ ngắt dòng chúng ta làm ba cột. Đấy, hoặc đây cũng thế, đây cũng thế. Đây như này thì nó giống như tương tự các bài báo, các bạn có thể co tỷ lệ các cột lại. Cách khác. Thì đây con trỏ chúng ta để ra. Đó, di chuyển này. Đấy, để con trỏ trên cái trang 1 nhé. Các bạn nhìn thấy là các bạn đã nắm được chia tỷ lệ làm hai cột. Đây là khoảng cách giữa hai cột. Chúng ta cũng không nên để cái kích thước khoảng cách hai cột nó quá xa hoặc nó quá gần. Vì quá xa quá gần thì làm cho văn bản rối mắt, chúng ta nhìn nó khó. Đấy, nhìn nó khó. Rồi đây là dạng căn trái. Chúng ta muốn căn phải các đoạn thì các bạn lại vào Home, các bạn chọn New Style và các bạn chọn nội dung. Đấy, hay là content, chúng ta chọn content.
Chúng ta chọn như thế. Sau đó chúng ta format, chúng ta chọn là như này, cân đều ở cỡ 13. Đó. Rồi chúng ta cho có thể khoảng cách chúng ta cho vào vào para khác, chúng ta chọn là 1.4. Thì đó là ok. Và sau đó thì các bạn chỉ cần để chuột vào đây, các bạn chọn content thì nó sẽ đưa chúng ta, ví dụ bên đây cũng thế, ấn vào content thì nó mới ra được các bạn nhé. Nhấp để áp dụng, tức là chúng ta có cái lệnh ở đây, content đang ta vừa tạo ra thì bây giờ ta làm như thế, chỗ này chúng ta cũng vậy. Để làm format xong nội dung. Còn tiêu đề, tiêu đề các bạn muốn căn phải cùng như thế thì các bạn lại chọn new style. Tôi lại chọn new style, tôi chọn căn đều, tôi chọn đây là heading hay là caps, chúng ta gọi là heading, heading tạo để nó trùng với cái heading người ta cho trước. Rồi chúng ta chọn paragraph, hoặc là các bạn chọn heading ở trên đây nó đẹp chúng ta chọn trên đây được, nhưng mà chúng ta chọn đây thì chúng ta cũng chọn cho nó ngon lành. Ok. Rồi font chữ cỡ 13 chúng ta có thể cho chữ màu xanh. Dạ. Cái này của bác thì của em mình chiến. Bên chiến. Chiến à? Vâng. Thì sau đó thì chúng ta chọn vào chữ đây, chúng ta chọn cỡ ở đây là cỡ 18. Vậy thì chúng ta cũng vào đây chúng ta modify nha, chúng ta modify vì chúng ta để cỡ 18. Ok. Thì những cái chữ mà đấy các bạn nhìn chữ này, bây giờ ta lại áp dụng cái đoạn này. Chúng ta nội dung tạo và heading tạo thì chúng ta sẽ được một cái văn bản rất là trông rất là hoành tráng và đẹp, căn đều hai bên. Còn các bạn biết là những cái đoạn này là nó không đủ một từ cho nên nó súng dọc, chỗ này không đủ một từ nó súng dọc. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là ta format cái gì nó sẽ đi theo cái đấy với chúng ta. Ok. Rồi bây giờ các bạn không lo lắng, một văn bản có thể lên 1.000 trang thì các bạn cứ tạo cho thầy cái bộ style chuẩn ở bên trên này. Sau đó ta chỉ được áp dụng mà thôi. Thì phần mềm này nó cũng giống như các phần mềm dàn trang khác như là Quark Express, InDesign trong cái publishing chuyên nghiệp, tức là phần các phòng chế bản điện tử hay là phòng truyền thông thì họ cũng có những phần mềm nó áp dụng tương tự như này. Bây giờ ta sẽ chèn bức tranh vào bên trong văn bản. Thế bức tranh trong văn bản thì các bạn có thể copy những cái hình ảnh trên mạng này vào cũng được. Ví dụ như là thầy lấy cái này, thầy không có ở trong máy của thầy thì toàn là những cái ảnh về nghệ thuật, chúng ta có thể lưu hình ảnh này. Ví dụ ảnh thầy đặt trên desktop, rồi thầy đặt tên nó là thiên tai. Chúng ta thầy đặt một cái rồi cái này thầy ghi lưu văn bản, ta mang ra để ta thực hành nhé, đây gọi là lưu vào thực hành, rồi ta lưu vào thực hành đấy để ta chèn vào cái văn bản của mình cho đẹp, đúng không, lưu ảnh thành đấy. Rồi bây giờ chúng ta nhìn này, giờ chúng ta muốn cho một bức ảnh vào trong đây để chúng ta vào insert, chúng ta chọn picture, chọn picture rồi chúng ta chọn trên này, chúng ta chọn thiên tai đấy, ta nhấp vào thì cái ảnh của chúng ta đặt, ta có thể di chuyển nó rồi. Rồi ta để nguyên này nhá, các bạn có để nữa thầy nói tiếp, các bạn có thể quay này, quay này, quay này. Đấy. Rồi các bạn có thể chèn tiếp ảnh vào chỗ này. Hoặc là dưới đây, sau cái này. Các bạn chèn xuống picture các bạn. Đấy, thì ảnh của các bạn được chèn vào đây. Đấy. Các bạn có thể cho to lên hoặc cho lùi xuống, đúng không? Thì các bạn nhìn thấy là kiểu format ảnh của chúng ta đây. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ format vị trí của chúng. Để format vị trí của chúng các bạn có thể nhấp vào đây. Các bạn nhớ chú ý nhá.
Trong tiếng Anh có chữ là witness swapping, tức là trộn ảnh và văn bản, picture lẫn text, hay là chúng ta chọn là để cho nó chèn đến chấp hoặc là đẩy như sao. Thì các bạn nhìn chỗ này, ví dụ thầy muốn chữ nó chạy xung quanh thì thầy chỉ cần chọn vào đây, hoặc các con chọn vào đây, chúng ta sẽ nhìn thấy vị trí của nó, đầu trang, giữa trang, cuối trang, vân vân. Ok, ngon lành. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn là văn bản chạy xung quanh, hoặc là văn bản trên dưới thì chúng ta chọn vào đây. Đó, thì nó không chạy xung quanh nữa. Còn đây là văn ảnh nó chìm vào trong. Đấy, chúng ta nhìn thấy ảnh chìm trong thì không nhìn thấy chữ đâu, đúng không? Nó chồng ở đây, nó hở ra. Chúng ta có thể co giãn ảnh, bức ảnh. Rồi bây giờ các bạn để chèn khung cho bức tranh. Để chèn khung cho bức tranh thì các bạn làm như sau. Các bạn nhìn lên phía trên format, các bạn nhìn thấy picture body. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn là kiểu của khung dày này, mỏng. Đấy, dày mỏng. Các bạn chọn đây rất là dễ. Hoặc các bạn có thể more line thì các bạn chọn solid, hoặc gây điền thì tùy các bạn chọn cho cái line của mình ngon. Đấy, solid line, vân vân. Thì cái này các bạn nhìn, chúng ta có thể tăng cái này lên. Đấy, rồi thì đây cái khung của nó rất là nhỏ, chúng ta có thể kéo lên. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Ôi rồi, khung to chưa? Đấy là tùy khung to mà nhỉ. Còn màu picture thì các bạn có thể nhấp vào ở trong đây, các bạn chọn màu, chọn vị trí color, các bạn cho màu tím này. Đấy, thì nó, hoặc là đến đây các bạn cho màu đen này, màu đỏ. Đấy, thì cái ảnh của chúng ta thay đổi, đúng không? Rồi, đấy, các bạn đã hiểu cái cách mà trang trí cho viền xung quanh, rất là tiện cho các bạn, rất là tiện cho các bạn để sau này các bạn thực hành cái đó. Hoặc các bạn có thể cho solid, solid thì các bạn chọn màu là màu tím hay màu vàng, tùy theo các bạn thích để các bạn làm, cho tương đồng với bức ảnh. Rồi chúng ta có thể lúc này, sau khi vào đây rồi thì các bạn có thể chọn cho thầy cái khoảng cách, hay còn gọi là cái border nó nhỏ đi. Chúng ta cho cái border nó nhỏ đi. Đấy, trông nó đẹp hơn. Được. Rồi ok, đây là bài mà chèn ảnh và các đoạn văn sentence. Tức là chúng ta sẽ có những cái câu văn bản rất là dễ. Còn cái này thì chúng ta lại về home, chúng ta chọn style, chúng ta chọn style như là cho nó đấy, chúng ta chọn tất cả này và chúng ta chọn là header. Thì nó sẽ hết nhá. Rồi các bạn nhớ như thế thì đây là món nhớ thầy, tôi sẽ tách ra thành các bài ngắn để các bạn có thể đưa lên đấy, chỗ này các bạn có thể đưa về content, đúng không? Đấy, cỡ 13, đây là tiêu đề vân vân. Thì cái này các bạn các bạn đã hiểu vấn đề rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ chúng ta sẽ xóa này, chúng ta chèn đến dưới chỗ này, các bạn đưa vị trí nhé, chọn đây. Đấy, các bạn chèn thì nó sẽ sập luôn phần dưới luôn. Ví dụ như là tầm như là đấy thì ảnh nó sẽ xuống hơn. Tức là ở cái phiên bản cốt này chúng ta muốn chuột, muốn ảnh nó vào đâu thì chúng ta chọn vào đây. Đấy, ảnh chọn vào đây. Muốn chuột vào đâu thì chúng ta đưa vào đây. Thì đây là chúng ta đang format. Tất cả chỗ này chúng ta cho con tên. Ở phần này chúng ta cho hai cột, đúng không? Phần này. Rồi chúng ta lại vào layout, chúng ta cho hai cột để nó đưa về để đỡ lộn xộn. Đấy, hai cột chúng ta bằng nhau.
Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ chuyển chúng về những cái sang một bài khác. Sang một bài khác. Đấy, bài này. Đấy, thế là thầy vừa dạy xong, chúng ta làm word với cái kèn tranh anh và border cho anh. Ngoài ra các bạn có thể làm bóng border, ví dụ như đây. Các bạn vào cắt này đi, các bạn vào comment thì các bạn chọn là bóng, bóng cho nó, ví dụ like hay là phim thì các bạn có thể chọn số lượng vân vân. Rồi các bạn vào đây, đây thì các bạn chọn bóng này, shadow. Shadow ví dụ cái này có bóng thì các bạn nhấn về tên. Đấy, cái bóng nó hiện ra. Bóng giống như là chúng ta nhìn ở dưới một dưới một cái hình ảnh của nó có cái ánh sáng khi chiếu xuống nó tạo cái bóng ở dưới. Còn màu của bóng thì các bạn có thể cho màu quý, màu vàng, màu đen, chủ yếu là thường màu đen để nó bóng nó gọi là shadow của cái bức ảnh. Hoặc là chúng ta cho nổi lên vân vân thì nó đơn vị ta chọn ở đây. Đó. Chọn quá nó sẽ bị không. Rồi tôi vừa dạy cho chúng ta cái bài phần chèn ảnh vào trong văn bản và format văn bản. Chúc các bạn buổi học vui vẻ. Tôi sẽ làm dần dần từng đến bước một, ở từng bài nhắm một, các bạn chú ý nghe nhé. Rồi bây giờ tôi dừng chương trình tại đây để các bạn học.